Vâng, xin hân hoan chào đón tất cả các anh chị đã có mặt trong buổi tối trong ngày hôm nay tại câu lạc bộ Tiếng Việt Cầm. Lời nói đầu tiên, tôi Phép Ngọc Phượng xin thay mặt cho câu lạc bộ cũng như thay mặt cho quán cà phê Thu Vườn Ngày Trăm xin gửi đến quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời chào thân thương và nồng nhiệt nhất ạ. Vâng, câu lạc bộ đàn ca đẹp đàn nữ Tiếng Việt Cầm sinh hoạt vào tối thứ ba hàng tuần vào lúc 18 giờ tới 22 giờ. Mong sự đón nhận sự giao lưu của toàn thể quý vị khách quý rất là nhiều. Và để mở đầu chương trình giao lưu trong buổi tối trong ngày hôm nay, thì giờ đây Ngọc Phượng sẽ gửi đến cho đại gia đình với một bài vọng cổ rất nổi tiếng của Thiện Cẩn được mang tên Quê Biển. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thương nhau thì xin hãy vì nhau, chứ đừng như cha mẹ sẽ đau đớn lòng. Biển nhiều sóng đường lăn tăn, đôi chim tìm bạn giữa bầu giông 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 tầm. Sau khi tốt nghiệp ra trường, chúng nó sẽ trở về biên hải để xây dựng cuộc đời. Alo, mọi người vô. Hey, yo.
dòng cao cao, ta cùng chiến đấu bên nhau. Yeah.
Dạ nãy giờ mấy anh mấy chị cũng nghe mấy anh chị đây ca giọng cổ Mùi rồi ha. Giờ cho phép Trường Thi đổi bầu không khí giọng cổ Hài ha. Dạ một tác phẩm được mang tên Nổ Cho Vui. Anh người ơi, dạ nghe em kể nè. Dạ kính thưa bà con cô bác, tôi nói ra đây thì bà con cô bác đừng cho là tôi nói dông. Thiệt sự tôi chẳng giàu có hơn ai, chỉ có 20 cái villa để dành đuôi gà đuôi dành. Và 7-8 chiếc trực thăng để đi thu tiền góp sống đỡ qua ngày. Tiền vàng và đô la thì dỗ ra nói chung nó mà cũng mà đủ và xài. Nói không phải phe với mấy anh mấy chị nha, cái tướng mèo mèo vậy đó. Thế như vậy nhưng mà cũng được 2-3 con vợ. Mà em nào em thấy nó đẹp tựa vô thiên nga vậy đó ông nội ơi. Làm vợ của Trường Thi thì đâu có làm cái nghề gì đâu mà cực khổ. Đứa thì cho em làm kỹ trung tâm kỹ thuật số, đứa thì bán lá xanh lá đỏ cho vui à. Mấy ông nhỏ nhà em thì nổi tiếng ở vũ tung be. Một phòng mà nó đem đi ra trời nhau mấy dầu chảy máu. Thấy chưa anh ơi, anh ơi giàu có nhiều đâu mà đau cái đầu nhất cái răng thấy mà phát sợ. Còn riêng về phần Trường Thi tôi á, tôi á thì thấy tôi đi giao du với bạn bè năm cháu bốn bể á, vậy á là cho vui à. Sáng ra thì tôi uống cà phê với tâm tâm pháp, ăn mà cơm mà như ăn cá ở bên Tàu. Cơm nước nó đi, tôi lội qua những bàn để mà uống đà. Đó học ở mấy đứa nào nó lèo lẻo, nó mét với anh Sáu Triều Tiên. Nó nói tôi đi qua bên Nhật Bản uống đà mà không thèm ghé thăm nó. Lập tức có trò bà muốn
bà coi nó bắn lên lửa cho vui. Tôi qua đây đó khoảng chừng một tiếng mà nó bắn đùng đùng mà nghe điếc cái lỗ tai. Đó thấy chưa mấy anh mấy chị, trời Phật ơi, bạn bè nhiều cũng khổ, chơi với này không chơi với kia nó giận. Đó là mới vừa nghỉ ngơi được coi chút có thì cái tay la mòn của em nó reo lên in nổi. Nào là tổng thống Mỹ, Nga, Anh, Đức, Pháp, Mỹ, Sà Cổ, Iran, Iraq, trường thế giới mày có nhân dân lên không thì bảo tàu con thôi đang đã mổ máy để đưa chúng ta lên xa quả với mặt đắng để mà coi mua cửa mua nhà. Đất trên sao quả hiện nay nó đang phân lô sao bán mà rẻ bèo. Mấy ông nội châu Âu châu Mỹ tính chất này lên cảnh là kinh doanh vũ khí nha. Nào là tàu ngầm tàu nổi rồi súng ngắn súng trường từ lưa hết đó mấy cha ơi. Còn riêng phần trường thi tôi á thì tôi đâu biết kinh doanh cái gì, vì ở Việt Nam á chỉ đá gà súng đề đá bánh đá bông. Tôi thì tôi bỏ thêm vài tấn vàng lẻ để xây ca xì đồ cộng thêm dinh vụ qua mấy em mà chẳng ngại ngại. Sơ sơ mà ông nội để ông nội đó thấy không, là mình vừa nhậu mà ra đây mà có mấy em nó phục vụ từ Nga tới Việt cả anh ba. Anh Tám chiếc này lên sao hỏa chơi em một chiếc nha anh, em sẽ giảm cho anh 50%, còn tặng thêm á một em là chân dài tới cổ à nha anh. Chính chiếc này á mình tha hồ mình lên cảnh mình đổi gió nha anh, mình tha hồ kiếm bồ nhí mà không sợ con sư tử Hà Đông nó phát hiện à nha anh. Chính nhắc thấy sư tử Hà Đông nghe lỗ tai mình đau nhói, đừng bị rơi ông chỉ chưa 11 giờ rưỡi nữa rồi. Xích xích alo đang đợi giờ đang chờ kẹo qua mơ ông có ngày nhắn răng nổ gì mà nổ quá tay cơm ăn hàng ông mà nổ à lại bơm chân dài. Dạ xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn giọng ca của anh Trường Tươi rất là nhiều. Và để lên được chương trình thì xin mời tiếng hát của chị Ngọc Sương. Rồi, xin mời tiếng hát của chị Ngọc Sương sẽ cùng giao lưu với chúng ta với những bài hát mà chị thích nhất trong buổi tối trong ngày hôm nay tại câu lạc bộ tiếng Việt Cầm. Xin chào hết tất cả các anh các chị, một lời chào trân trọng nhất. Thanh Châu, chị cũng không được khỏe, chị nhờ em hỗ trợ bài Bến Tre Thơm Ngát. Xin các anh các chị cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đồ chiều nghe gió lộng lộng như mà tiếng ai ca phải công viên đường đã đi là gấp là quá khi tuổi trẻ biết cái gì ra lè sống nói nhiệm thời giả đường nhau hỏi dòng đi lòng ta đã đi em sao trời mát máu đất mát máu dòng 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 sống hết 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 bao lâu gian hết 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 buồn vâng, cảm ơn đôi song ca rất là nhiều. Và để liên tục chương trình giao lưu trong buổi tối trong ngày hôm nay thì xin mời tiếng hát của bé Hồng ạ. Sẽ gửi đến cho đại gia đình chúng ta với những bài hát mà bé Hồng yêu thích nhất trong buổi tối trong ngày hôm nay. Oh.
Bạn bình có hát bài nào không? Rồi hết bài này chuẩn bị nha. Vâng, qua đó xin phép gửi lời chào đến tất cả các chị mặt trong buổi tối đều luôn được cảm tử là chúc sức khỏe và lời chào trọng nhất. Rồi tôi mới trở lại kiên giang thăm rạch gia quê em trong những ngày mưa biển hạt mưa bay gọi lòng tôi sao xuyên nhớ dáng hình em mau trắng bước trong mưa tóc buông dày theo gió thoảng đưa tôi đứng ngẩn ngơ nghe lòng mình sao xuyên bâng quơ khi nhìn dáng em qua con dây dằn trong mưa lạnh để lòng tôi hiu quạnh như mưa buồn càng yếu nặng tâm hồn tôi đâu ngờ một hôm em qua làm rung động lòng tôi để hôm nay tôi về lại nơi này là nửa cũng dám đầy sống vậy một gian mình góc 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 mưa. Con đường này ngày ấy tôi qua cùng ngạt mưa xa phố mờ vẫn khắp phố nay sao chẳng thấy em đâu để lòng tôi nhung nhớ một thoáng em qua ngày ấy chẳng phải
từ nay đến giờ đã mấy năm dư mà hình ảnh cũng không phải nhỏ trong tâm chi. Em ở đâu rồi có đi dưới rơi mưa phủ đường trên có là em đâu. Nhìn vô chờ dòng người xuôi ngược bên đảo tàu thuyền tấp nập giao ra. Tôi nhủ thầm chắc em đã lên xe qua về nơi khác dừng xe buồn sông ta lại ngày qua bình yên trong mái ấm kéo kẹt về bên dòng rồi không biết bao lâu tôi mới trở lại khiến đằng sau lừa để thấy hạt mưa rơi đầy trên phố nhỏ qua nước biển chiều nhỏ chỉ ngọt đáy về sông và đêm đêm nghe tiếng hát mênh mông cho nỗi nhớ chìm sâu trong nỗi nhớ. Dẫu đã đi xa nhưng tình tôi còn đó, tiếng nhạc chiều nào nơi đường phố tôi qua để tôi đồng mãi ca qua cùng mơ biển ngân ca trong lòng biển nhiều ngọn gió tông dông thành năm tiếng gió người lòng đêm đêm sóng biển đi rào nhưng trong tiếng sóng có hồn nào ai ca. Rồi xin chân thành cảm ơn giọng ca của Tấn Phát rất là nhiều. Và giờ đây thì xin mời bạn qua đây của mình đi ạ. Em không biết cây dòng cổ. Hôm nay em giúp vui nha. Em không biết cây dòng cổ, em hát nhạc sến thôi. Em hát mình cũng đi hồi đó. Sân ga thì có một mình. Chị ba nó đi hát gì đi. Trời đêm tàn tu xa dặn nhớ con vui chẳng đêm ai ngồi trong ai
Dạ. Những chuyến tàu rời khỏi sân ga rồi khuất dần trong bóng tối, bỏ lại nơi đây một người ngồi sâu mong đợi, hôm mắt thăm sâu như màn nặng nỗi u sầu. Dạ, em không biết hát nhưng mà em hát này cho vui nha. Mấy bạn bạn chúng là mấy bạn mong chờ đêm tìm đưa nhau em về nơi đất quê, nước mắt đôi dòng vàng rũ trong bờ. Ba ơi chị ba phụ em chị ba, ôi những con tàu vội đến rồi trong xa xa con trăng quyền xưa mờ một lần. Dạ em không biết hát phụ em hát bài này, em hát không được. Anh phụ em đi. Lục tấp đều cao đàn gói trắng nhạt nhỏ sao đỉnh núi, một kẻ ra đi còn một người ở lại, ca dắt lạnh lùng chơi trội lá dàn sơi. Mình ngồi lặng lẽ, hô mắt buồn như cả một trời thương. Người xa người nên nhạc cũng bê chơi, tay sơn máu trên chiếc đàn nóng bên. Đôi bóng năm xưa dịu nhau trên ngõ chân, nay dưới sạch cả sao chỉ có một người. Anh đợi chờ gì quá mấy bằng tàn cũ, trở về đây sân nhà là uất ơi bời, chỉ có một người ngồi đợi chuyến tàu đêm. Rồi cảm ơn giọng ca của Tú Phát rất là nhiều, hỗ trợ cho em trai của chúng ta. Và đây thì xin mời tiếng hát của Thanh Thúy. Tôi Thúy xin gửi lời kính chào tất cả toàn thể quý anh em thân tình của mình ha. Thúy xin gửi tặng hai cây dụng cổ trong bài hát Biển Mặn. Nãy giờ quanh hát đi quanh. Yeah.
lòng em bỗng bâng khuâng như biển cạn trào dâng cung sông dư. Đầu môi trắng còn đây, câu hát còn đây dù non mòn biển lờ. Nhưng người hát năm xưa sao đỡ dội quên thêm. Tiếng dân mến mong mà sao anh không tìm được lối về. Cơn bão qua rồi nỗi đau còn cái bóng nắng rung rung
Và để liên tục chương trình thì xin mời tiếng hát của Thanh Phương.
Rồi xin mời tiếng hát của Thanh Phương sẽ đến với cả nhà chúng ta bài hát lựa chọn ạ. Thanh Phương. Xin ca bài ca gọi mang tên Trả Lại Em. Xin mời Thanh Châu hỗ trợ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
về. Thời gian chung sâu trong lặng lẽ, còn chẳng bao đớn đau để tuôn rơi nhớ nhau. Kỷ niệm xưa đã tàn trong nắng chiều, để rồi đêm nay buồn trong xa vắng nhớ mong anh. Người đã quên ta rồi, sao ta vẫn còn chờ mong? Và nghênh áng mây chiều tan theo anh mắt đắm nhiều, dấu trong tôi ngày hôm nỗi buồn quanh và nghênh áng mây chiều tan theo anh mắt đắm nhiều, dấu trong tôi ngày hôm nỗi buồn quanh. Quá phố nhỏ ngày xưa nghe lành lành trái tim mình. Cho toàn thể quý vị bài hát tự chọn ha.